Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game và mình sẽ chơi Blob Shooter đầu tiên. Chạy trốn khỏi nhà tù đi. không? Mình hơi ẩu rồi. Nhưng mà mình có thời gian để khúc này quá. Chơi dưới 9 phút thôi mà. Chúng ta đi máy bay trực thăng để rời khỏi nhà tù. Bây giờ mình sẽ xem kết quả nhé. Bảng xếp hạng chắc chắn là tên mình đầu tiên. Lúc mình chơi cái người đứng đầu nó chơi 14 phút thôi. Đó chính là mình. Ok, Rainbow Garten sẽ là tựa game tiếp theo mà mình sẽ review. Thời gian rồi. Có một mình thì làm sao mà đỡ được. Cộng thêm thời gian. Mình sẽ chơi lại từ đầu, sẽ chơi một cách nhanh chóng trong cái thời gian được quy định. Tưởng quả đấy là ngon rồi, ai ngờ đồng đội của mình thậm chí là không đi tìm những mảnh ghép này. Một mình tìm thì thời gian sẽ rất là lâu. chim đỏ về đấy. Thời gian Review ở trong video này. Em mong ước yes. Tốt nhất là mình không nói gì. tên màu đen này. Lắc game hả? Oh no! Bị lộ rồi. Tự nhiên có một Potter chơi cùng mình mà hắn out ra. Thế là mình bị lộ vị trí rồi. Thua cuộc rất là buồn. Thiếu chút nữa thôi là chúng ta đã giành chiến thắng. Lâu lắm là mình mới được làm Exporter mà không thành công các bạn ạ. Không sao, chúng ta sẽ chuyển qua review tựa game còn lại của video này. Sẽ cho cái màn hình cao lên. Các bạn có thể quan sát một cách dễ dàng hơn những cái tựa game mà mình chơi nhé. Đợi mình một chút. Chúng ta sẽ vào Christmas salad is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Christmas salad is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Christmas style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum. Christmas style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Christmas style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Oh no! Christmas style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Christmas style is ridiculous. Christmas style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum, yes. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Christmas style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dum. Trời, chọn sai rồi. Ngôi sao may mắn. Qua vòng nha. Tựa game tiếp theo trong video này mình sẽ chơi tựa game về khủng long T-Rex. Ok, giải nó làm sao hơn. Level 8 được hình như chưa bao giờ mình đạt được cái level này trong cái trò chơi này. Nó 9 luôn, 40 luôn, trở nên rất là khổng lồ. 41, 43. Trong một vòng tròn nhỏ, mình phải lẩn trốn, nếu không thì mình sẽ tấn công con boss kia mất. 44 á, kỷ lục. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review Blob Shooter 3D nhé. Tiêu diệt con vật quá nhanh luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc à. Sẽ chuyển qua chơi Scary Season. Oh! Ó. Ó. Squeaky. 무궁화 꽃이 피었습니다. 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 Qua rồi. Và tiếp theo là tách kẹo. Chúng ta sẽ giữ tay vào màn hình nhé. Mà đừng giữ tay quá lâu, nếu không cái kẹo nó sẽ bị vỡ đấy. Mình đã thắng cái màn kéo co rồi này. Chỉ cần đưa được một viên bi vào lỗ thôi là chúng ta sẽ giành chiến thắng nha. Hình như hơi mạnh rồi. Có giật lại không? Không giật lại. Ui. Vào lỗ rồi bật ra kìa. Đẩy lên. Không được rồi. Nó sẽ bị bắn. Pang pang pang. Cầu kính. Cục được đối thủ cuối cùng rồi. Ok, mình đã nhận được phần thưởng của trò chơi. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe. Hãy comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.